xin chào mọi người đã đến với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Hiện tại Kiều đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Kiều sẽ giới thiệu về dòng xe Sigut, dòng xe 110 phân khối ha mọi người. Thì đầu tiên Kiều sẽ nói về phần thiết kế của dòng xe Sigut. Thì cần phần thiết kế thì có dáng là thể thao hiện đại nè, nhỏ gọn nữa ha. Thì đây, vô phần đầu xe của dòng xe Sigut thì bóng đèn thì được sử dụng bóng đèn halogen nha mọi người. Xuống phần mặt nạ đây, phần mặt nạ thì có in cho mình thêm cái tem của Yamaha. Đây, bên đây thì cái tem Sigut đây xuống. Cái xuống và phần bánh xe của dòng xe Sigut thì phần bánh xe thì có kích thước tầm khoảng 17 inch, sử dụng vỏ có ruột nha mọi người. Đây, bánh trước thì có rồi kích thước là 70, 90, 17, còn mâm sau là 80, 90, 17 ha. Trên phần mặt đồng hồ, mặt đồng hồ thì sử dụng mặt đồng hồ cơ nha mọi người. Đây thì trên mặt đồng hồ thì có hiển thị lên cho mình số nè, km trên giờ, xi nhan trái phải nè, mức tiêu hao của xăng, mức tiêu hao xăng ha. Đây về phần yên của dòng xe Sirius thì nhỏ gọn, vừa vặn tầm khoảng 2 người ha. Đây, cốp xe thì cốp xe không có được bự nha mọi người, thì cốp xe để chừng tầm một cái mưa thôi. Đây đây, thì tay dắt, xuống phần tay dắt thì nhỏ nhắn để cho mình dẫn xe, di chuyển xe dễ dàng hơn ha. Nãy giờ Kiều cũng có giới thiệu sơ về dòng xe Sigut. Thì đây đây, thì đối với dòng xe Sigut mà bánh chỉ thì tầm phải có giá tầm khoảng 19 triệu hơn thôi. Còn đối với dòng xe Sigut đùm, đây đùm thì tầm khoảng 21 triệu hơn. Bánh đúc thì tầm khoảng 22 triệu hơn thôi ha. Các bạn muốn biết thêm chi tiết thì liên hệ qua số điện thoại 0359 202919. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Chào mọi người.